Quý vị thân mến, với phần thi đầu tiên, chúng tôi đã nghiên cứu được cái tính cách của các thành viên nữ trong nhóm. Thì chúng tôi được biết là các bạn có một tuổi thơ không được êm ả lắm. Tuổi thơ của các bạn đó là những trò chơi bắn chim, bắn ná. Cho nên chúng tôi đã thiết kế một trò chơi dành cho các bạn với tên gọi Bách Phát Bách Trúng. Để tham gia trò chơi này như sau. Mỗi một bàn chúng tôi sẽ đặt lên đây 20 cái lon không. Nhiệm vụ của các bạn là sử dụng những sợi dây chun để các bạn lồng vào chân của mình. Sau đó các bạn sẽ cố gắng di chuyển nó lên khu vực quá đùi. Và các bạn sẽ lấy ngược lên, dùng nó để bắn. Đội nào của chúng ta trong thời gian 1 phút bắn được nhiều những lon rơi xuống thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng, được không ạ? Ở thượng thi đấu đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước ra sân khấu Emma và Lê Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thi của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Lẹ lên. Trời ơi, ra ngoài luôn. Chết rồi. Trời ơi, cố gắng lên. Bắn lên, bước lên nửa bước. Được rồi, quá đồ rồi, kéo lên. Hay quá, lộn lên nửa bước, lộn cái dây chằng, Trang ơi. Lên lượm, hay quá. Lượm vô, nhanh. Bắn đi Trang. Lại lại rồi nha. Được rồi. Ôi, trời ơi. Lẹ lên. Hay quá, Trang ơi. 20 giây. Trang rớt mạnh. Được rồi. Bên kia dễ hơn. 7, 6, 5. Thắng rồi. Hay quá. Tụi em lượm lâu lên chị Bân. Vui vẻ không quạo nha. Thưa quý vị, để đảm bảo tính công bằng và khách quan cho đội chơi, chúng tôi xin được đếm thật tỉ mỉ. Một, xong rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến đội bên đây. Thưa quý vị, 1, 2, dễ sợ thiệt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin mời hai đội bước ra đây, hai thành viên bước ra đây. Trời ơi, con gà chiến. Thưa quý vị, thật bất ngờ, nữ lực sĩ của chúng ta Lê Trang đã giành được chiến thắng với tỷ số 8-1. Chúc mừng. Và các bạn có được 20 điểm cho đội của mình. Cảm ơn các bạn. Thành viên tiếp theo, khi mà đội nào chiến thắng có quyền đề cử thành viên thi tiếp và chọn đối phương thi với thành viên của đội mình. Chọn Tài đi. Tài. Ok chị. Cố lên. Đây, Tài đem chờ chọn Tài đấy, Phước đi. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Trời, ra ngoài. Cố gắng lên. Không được rồi. Cố lên. Hấp xuống xíu. Đúng rồi. Hai lon lấy đây em ơi, lấy. Hay quá. Bị trừ chúng tôi không tính được đó. Bởi vì đội của chúng ta đã bắn ké. Sẽ dựng lên 4 lon. Em để lại. Mày đi chắc. Chúng tôi sẽ tính lại là đội của các bạn. Nhẹ thôi. Không, ai biểu cho anh Giang. Không được tính. Em đụng lon. Rớt kệ luôn, rớt kệ đi. Hai lon nè. Trời ơi. Tức ghê. Trời ơi, nhẹ thôi. An Giang quá à. Không có. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu với quý vị, để thể hiện tính công bằng, chúng tôi xin được đếm 1, 2, ủa hết rồi hả tụi em? Hết rồi hai à. Lon. Thôi em rót tới 3-4 lon lận á. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đếm của đội các bạn đến từ Không Quạo Không Chơi. Đội của chúng ta bị trừ đi 3 lon. Và đáp án của chúng ta ở đây là các bạn có 5 lon. Mời hai chiến sĩ ra đây. Với cuộc đối đầu giữa hai bạn nam, à không, một nam một nữ, chúng tôi xin được tuyên bố đội giành chiến thắng Không Quạo Không Chơi. Chúc mừng các bạn đã được 40 điểm. Kính thưa quý vị, như vậy kết thúc lượt thi đấu đầu tiên, các bạn của đội Không Quạo Không Chơi đã thể hiện được sự ưu thế của mình so với đội còn lại với tên gọi Vui Vẻ Không Quạo. Các bạn dù đã thua nhưng các bạn vẫn vui vẻ. Và hay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.